Cái năm này chúng ta sẽ tổ chức Tết âm lịch đó, thì chúng tôi sẽ tổ chức ngày mùng 2 Tết âm lịch, tức là nhằm ngày 29 tháng 1 năm 2020. Hôm đó thì có những buổi tiệc để mà chúng ta mừng đầu năm, cũng như dâng lên anh linh của những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống lại cộng sản để bảo vệ Tổ quốc. Thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị đến và có sự đóng góp của ủy ban, cũng là dâng lên một con heo. Con heo thứ hai là do anh Chính, người mới chính ở cộng đồng, và con heo thứ ba, tức là ba con heo quay, thì là của ông mục sư David Đặng. Đó, thì xin mời quý vị đến để tham dự buổi lễ chào cờ đầu năm của Tết âm lịch. Rồi sau đó là ngày mùng 5 tháng 2, chúng tôi vẫn tổ chức nhằm ngày Chủ nhật đầu tháng của tháng 2. 29 là tổ chức Tết nhằm ngày mùng 2 Tết, và ngày mùng 5 tháng 2 2017 là tổ chức chào cờ Chủ nhật đầu tháng 2. Xin mời quý vị tham dự. Đó, thì trân trọng kính mời quý vị nghiêm chỉnh để làm lễ chào quốc kỳ. Quý vị quân nhân mặc quân phục chú ý. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam, quốc ca Việt Nam bắt đầu. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Quốc ca Hoa Kỳ. Oh say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly gleaming. Still there, oh say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the Thank you.
nghèo. Phúc vượt nghèo này tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng và giữ nước. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng, tứ sĩ, quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, đồng minh và đồng bào đã hy sinh trong một cuộc chiến đấu chống lại Cộng sản để bảo vệ Tổ quốc, cũng như đã bỏ mình trên đường vượt biên, đã chết trong lao tù Cộng sản. Phúc mặc niệm bắt đầu.
quý vị quân nhân còn lại. Bên khai quay chưa bước. Cái câu hỏi đặt ra năm mới chúng ta có hy vọng gì cho Việt Nam? Để tôi chỉ xin vắn tắt, không có thời giờ nói dài, là ông tổng thống mới của Hoa Kỳ Donald Trump đã chọn ông tiến sĩ Peter Navarro là đồng tác giả của quyển sách có tên là Death by China, tức là chết bởi Trung Cộng đó. Thì chúng ta đều biết rằng Cộng sản Việt Nam tồn tại là do cái xương sống nó dựa vào là Trung Cộng. Và Trung Cộng có tham vọng dùng Cộng sản Việt Nam làm tay sai nội ứng để mà chiếm lĩnh toàn thể nước Việt Nam, từ lãnh thổ ở trong đất liền cho tới hải đảo, cũng như là thống trị và đàn áp dân Việt Nam có thể phân tán đi các nơi khác để làm tiêu diệt cả cái dân tộc. Nhưng ông tổng thống Donald Trump đã chọn ông tiến sĩ Peter Navarro làm chủ tịch cái hội đồng quốc gia mậu dịch cho Hoa Kỳ, để chức vụ không cần phải thông qua thượng viện. Thì biết rằng ông rất là cứng rắn đối với Trung Cộng, mà khi Trung Cộng, cái xương sống của Việt Cộng bị sụp đổ, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta rất có nhiều cơ may. Ông Donald Trump không nói gì tới Việt Nam, nhưng mà đó là cái điều mà chúng ta có thể quan sát để mà đặt hy vọng vào. Đó là cái điều mà tôi, cá nhân tôi cho đó là cái tin mừng. Thưa quý vị,
cũng rất cương quyết đối với Trung Cộng, và chúng ta sẽ dựa vào đó để thấy rằng cái tương lai của chúng ta tươi sáng, nó không còn xa nữa. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và chúc quý vị chúng ta cùng nuôi hy vọng, và hy vọng đó sẽ thành sự thật. Xin cảm ơn quý vị. Đây thắp hương rất mặn thờ nhân ngày đầu năm đối với các chiến sĩ đã hy sinh thân thể để bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Xin kính mời quý vị. Sau khi quý vị đồng hương thắp hương thì xin quý vị ở lại, bởi vì hôm nay cuộc thi là của người Mỹ cũng sẽ lên hát những bài để chúc vui cho đồng bào chúng ta nhân dịp đầu năm. Hôm nay mặc dù bận rộn quý vị để tham dự lễ chào quốc kỳ đầu tháng và cũng là lễ chào quốc kỳ đầu năm 2017, và xin gặp quý vị trong ngày Chủ nhật 29 tháng 1 năm 2017, tức là nhằm ngày mùng 2 Tết âm lịch. Xin gặp quý vị lúc đó. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin kính mời quý vị lúc sau để dùng thương ngạc nghề của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị quân nhân mặc quân phục. Yeah.